Thưa quý vị, liên quan đến những cuộc đấu giá đất với giá trúng cao bất thường thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 82, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng rà soát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ trưởng các bộ Tư pháp, Tài chính, Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật về tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, không để xảy ra trục lợi. Đồng thời xử lý và đề xuất phương án xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng gây nhiễu loạn thị trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2024. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2771 chỉ đạo về việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Văn bản nêu rõ, thời gian qua trên địa bàn thành phố có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Như tại huyện Thanh Oai cao gấp 7 đến 8 lần, huyện Hoài Đức cao gấp 18 lần. Việc trúng giá cao bất thường nêu trên có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh, thị trường nhà ở, bất động sản. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp ngay với các sở ngành, Tư pháp, Tài chính, Thanh tra, Công an thành phố kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức trong thời gian vừa qua, kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết đối với các vi phạm pháp luật nếu có. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 8 năm 2024, đồng thời rà soát quy trình, thủ tục, quy chế về đấu giá quyền sử dụng đất của các quận huyện, thị xã. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chặt chẽ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 27 tháng 8 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã rà soát toàn bộ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ động phối hợp với các sở ngành, quận huyện, thị xã tập trung rà soát toàn bộ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua. Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định việc tổ chức đấu giá tại Thanh Oai và Hoài Đức vừa qua theo đúng quy định của pháp luật. Từ việc xác định giá khởi điểm, tiến hành thủ tục đấu giá đất. Thành phố cũng đã có văn bản và giao cho Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì trong việc rà soát đánh giá lại toàn bộ cái quá trình tổ chức đấu giá trong thời gian vừa qua, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật và chấn chỉnh kịp thời những cái lỏng lẻo nếu có. Chúng tôi dự là nếu có. Đấy. Cái thứ hai là cũng qua cái việc rà soát này thì cũng sẽ nghiên cứu những cái cơ chế, những chính sách, những chế tài để cho thời gian tới việc đấu giá đất được diễn ra đúng luật và tránh đi những cái nội dung mà chúng ta đang không mong muốn như là đầu cơ, như là trục lợi, như là thổi giá. Thừa nhận giá khởi điểm thấp dẫn tới số tiền đặt cọc thấp là nguyên nhân thu hút nhiều người tham gia đấu giá. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đang nghiên cứu, tham mưu với thành phố có giải pháp để điều chỉnh, nhất là tình trạng bỏ cọc. Về việc này thì chúng tôi cũng đã quan tâm và cũng đang giao cho phòng chuyên môn có cái đánh giá và nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu xem và theo một cái xu thế là đề ra những cái giải pháp nào để hạn chế tối đa cái việc bỏ cọc. Còn cái tình huống mà phóng viên nêu cũng là một cái tình huống mà chúng tôi cần quan tâm. Tức là trong giai đoạn mà chưa phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính đối với việc trung nhận đấu giá thì họ đã có những cái động thái thao túng thị trường rồi. Thưa quý vị, lần mở lại những thương vụ đấu giá đất vùng ven từ đầu năm, không khó để nhận thấy những sự bất thường trong các vụ đấu giá này, với những nghi vấn có bàn tay thao túng từ giới đầu nậu có đất.
vì sao khẳng định giới đầu cơ đang thao túng thị trường. Có thể nhìn thấy sự bất thường từ hai cuộc đấu giá gần đây tại Thanh Oai và Hoài Đức. Thứ nhất, số người nộp hồ sơ đông một cách kỳ lạ với vị trí khu đất đấu giá không phải là đất vàng. Thứ hai, giá chúng cao gấp từ 8 đến 18 lần so với giá khởi điểm và gấp 2 đến 3 lần khoảng giá phổ biến. Thứ ba, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, nhiều lô đất được mời chào sang tay với giá chênh hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng. Đúng là đây là cái bất thường, bởi vì nếu như một cái huyện ngoại thành chưa phải là một cái điều kiện đô thị phát triển mà nhìn thấy về cái hạ tầng xã hội xung quanh như vậy mà giá đã 100 triệu thì chúng tôi không thể hiểu nổi là vậy thì so sánh như thế nào với những các cái giá đất của thành phố. Vậy chiêu thức đẩy giá tạo sóng được thể hiện như thế nào qua các vụ việc này? Có thể hình dung một cách đơn giản như sau. Một nhóm đầu cơ sẽ tham gia đấu giá và sẽ tìm cách trả giá lên cao nhất có thể. Những người chúng đấu giá có thể chỉ mua giá cao cho một vài lô để nâng giá đất xung quanh và để bán chính những lô giá thấp khác, sau đó bỏ cọc. Điều này sẽ gây ra hệ lụy xấu với thị trường bất động sản và sự phát triển kinh tế của các địa phương do giá đất bị đẩy lên cao đột biến trong các cuộc đấu giá. Bởi mức giá chúng đấu giá cao sẽ đẩy giá đất chung tại các khu vực lân cận tăng theo, tạo ra một mặt bằng giá mới và khó kiểm soát. Giá cả nó có thực sự là phù hợp với thị trường không? Hay là nó lại được làm